36% những người từng mắc COVID-19 không phát triển kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 trong máu. Đây là kết quả nghiên cứu của Đại học Pennsylvania, Mỹ, và nó thì cũng đã phần nào cung cấp thêm bằng chứng cho thấy chúng ta nên tiêm vaccine COVID-19, thậm chí cả khi từng mắc bệnh. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra mẫu máu của 72 người dương tính với virus SARS-CoV-2 qua xét nghiệm RT-PCR. Đa phần các bệnh nhân này đều có triệu chứng, sau đó họ đã chờ ít nhất 3 tuần, cho tới khi từng người không còn triệu chứng nữa trước khi kiểm tra mẫu máu của họ. Mặc dù vậy, vẫn có 36% bệnh nhân chưa phát triển lượng kháng thể ở mức có thể phát hiện được trong máu. Nghiên cứu này cũng cho thấy là những người có tải lượng virus SARS-CoV-2 thấp hơn trong đường hô hấp có thể có ít kháng thể trong máu hơn. Thưa quý vị, từ dịch SARS năm 2003, cúm lợn H1N1 năm 2009, hội chứng hô hấp Trung Đông MERS năm 2012 và hiện tại là COVID-19, chu kỳ giữa hai khủng hoảng dịch tễ là không cố định và dường như là ngày càng ngắn. Nhưng có thể chắc rằng sau đại dịch này sẽ lại có một chứng bệnh truyền nhiễm chết người nữa bùng phát. Trong bối cảnh là biến thể Delta vẫn đang hoành hành trên thế giới thì nhiều nơi cũng đã xuất hiện những chủng biến thể mới khác nữa. Cố vấn khoa học hàng đầu của Tổng thống Mỹ cảnh báo là đại dịch tiếp theo sẽ có thể xảy ra trong 10 năm tới, thậm chí là còn nguy hiểm hơn so với COVID-19, và chính quyền các quốc gia nên bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ cho tình huống đó. Ngay cả với những kiến thức và hệ thống y tế như hiện nay thì nhiều quốc gia kể cả Mỹ cũng khó lòng kiểm soát được một đại dịch khác xảy ra trong tương lai. Và nguyên nhân đầu tiên được chỉ ra chính là hệ miễn dịch của con người ngày càng suy yếu do ô nhiễm môi trường, sinh hoạt không lành mạnh cũng như là việc không tuân thủ tiêm chủng cúm định kỳ ở nhiều quốc gia. Tạp chí khoa học The Nature thì cho rằng ngay cả khi môi trường sống thay đổi, những loài như là chuột và rơi vẫn có khả năng thích ứng tốt và tiếp tục đóng vai trò là vật trung gian lây những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới cho con người. Và nguyên nhân cuối cùng đó là khi nhiệt độ trái đất nóng lên, làm cho các dòng sông băng tan chảy sẽ giải phóng những vi khuẩn nấm và virus cổ đại, một mối nguy tiềm tàng với sức khỏe con người. Theo các nhà khoa học thì chúng ta không phải đặt câu hỏi là liệu có đại dịch nào xảy ra nữa hay không, mà là khi nào nó sẽ xảy ra. Virus Nipah gây hại não chết người đã xuất hiện trở lại ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, khiến cho một trẻ em thiệt mạng và lây nhiễm cho hơn 20 người. Cô bé 12 tuổi tử vong sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus, loại có thể lây truyền nếu như tiếp xúc trực tiếp với rơi, lợn hoặc người bị nhiễm virus khác. Theo hãng tin BBC, thì virus Nipah có nguy cơ gây tử vong cao hơn 75% và hiện chưa có vaccine phòng ngừa. Ngoài 20 người đã xuất hiện những triệu chứng mắc bệnh thì hiện giới chức y tế địa phương đang theo dõi 188 người tiếp xúc với những bệnh nhân này. Virus Nipah có thời gian ủ bệnh dài tới 45 ngày. Bệnh nhân có thể lây lan virus cho người khác trong hơn 1 tháng trước khi bộc lộ triệu chứng. Một số biểu hiện của bệnh như là phù não, viêm não nghiêm trọng, co giật và nôn mửa dẫn tới tử vong. Và virus Nipah cũng có tỷ lệ đột biến cao đặc biệt. Giới chuyên môn lo ngại rằng một chủng thích nghi hơn có thể lây lan nhanh chóng ở Đông Nam Á, gây nên đại dịch kép cùng với COVID-19.